Xin chào mọi người. Như các bạn đã biết, ở clip trước chúng ta đã làm một clip về miền Trung và chúng mình đã ủng hộ rất là nhiều tiền. Một con số phải nói rất là lớn đúng không mọi người? Thì hôm nay chúng mình sẽ làm một tập tiếp theo để ủng hộ miền Trung. Và hôm nay sẽ có thủ môn là Huỳnh. Yes, come on. Và hôm nay nhiệm vụ Huỳnh sẽ là bắt bóng trên phố đi bộ các bạn nha. Với mức một quả bắt được thì chúng ta sẽ ủng hộ 1 triệu cho đồng bào miền Trung nữa. Sẵn sàng không? Ok. Và chúng ta sẽ tò mò một điều là ở trên phố đi bộ thì làm gì có khung thành đúng không? Nên là anh đang quyết định khung thành đâu rồi? Come on. Đây. Đi kia luôn đây. Đây thủ môn đâu? Đây. Đây sẽ là hai khung thành của chúng ta ngày hôm nay các bạn nha. Khung thành này rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Và thêm một người nữa. Duy Anh. Nhiệm vụ của Duy Anh sẽ là nhặt bóng ở phía sau. Bởi trên phố đi bộ chúng mình phải đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh. Ok. Bây giờ thì bắt đầu. Let's go. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm một vài người chơi nha. Và bây giờ sẽ là người đầu tiên chúng ta ngày hôm nay. Em tên là gì? Em tên là Vinh. Vinh ơi, bây giờ nếu mà em đã vào, em sẽ ủng hộ 2 triệu cho đồng bào miền Trung nhá. Còn nếu mà anh Huỳnh bắt được của em thì anh Huỳnh sẽ ủng hộ 1 triệu đồng bào miền Trung. Sẵn sàng chưa? Ok, người đầu tiên chúng ta hôm nay. Sẵn sàng chưa? Rồi. 3, 2, 1, dứt điểm. Oh! Yes, như vậy là chúng ta đã có 2 triệu tiền hộp cho đồng bào miền Trung. Tuyệt vời. Ai tiếp theo nào? Bây giờ sẽ là người thứ hai của chúng ta. Em tên là gì? Nghĩa. Nghĩa mấy tuổi rồi em? Em lớp 7, em 12 tuổi. Bạn Nghĩa 12 tuổi đúng không? Hiểu luật chơi chưa? Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, như vậy là hình bắt dính luôn. Ok, và bây giờ tiếp theo chúng ta. Sẵn sàng nha em? Ok, bắt đầu. Không vào. Như vậy là Huỳnh đã bắt được 2 quả các bạn ơi. Người tiếp theo của chúng ta, một bạn nam, em tên là gì? Em tên Trần Minh Hiếu ạ. Sẵn sàng chưa em? Sẵn sàng rồi. Ok, 3, 2, 1, dứt điểm. Không vào, yes. Bây giờ sẽ là một người Hàn Quốc, chúng ta cùng chờ xem. Ok. 3, 2, 1. Oh no. Oh, thank you so much. Thank you. Em tên Quân. Ok, em Quân Hà Nội. Hà Nội. Okay. Cố gắng nhá. Em ủng hộ 2 triệu miền Trung mà. Đúng rồi, cố gắng em. Ok. 1, 2, 3, bắt đầu. Không vào. Hoàn hồ. Em thấy sao? Em thấy vui thôi. Bạn bắt không? Bạn tốt đấy. Ok. Bây giờ bọn con đang quay một cái clip ấy. Tức là nếu mà cụ sút bóng mà vào lưới bạn này thì chúng con sẽ ủng hộ 2 triệu đồng cho đoàn miền Trung của chúng ta. Cụ sẵn sàng không ạ? À? Sẵn sàng ạ. Ủng hộ miền Trung đúng không ạ? À? Vâng. Ok các bạn ơi, đấy. Một cụ già chúng ta 85 tuổi rồi nhưng mà rất sẵn sàng tham gia. Ok, con mời cụ ạ. Huỳnh thấy sao? Cảm giác ra sao khi mà hôm nay đối thủ của em là một bà cụ 85 tuổi? Em thấy khó. Khó? Khó là sao? Khó cho ai? Khó cho bà. Khó cho bà à? Tự tin ha. Chưa biết đâu đúng không bà? Rồi, cụ sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Oh, ok. Miền Trung lũ lụt sẽ vượt qua thì mọi người đều ủng hộ. Con cảm ơn cụ rất là nhiều ạ. Vâng. Dạ. Vừa xong thì mình đã nhờ và không được mọi người, hơi buồn một chút. Vừa xong thì mình cũng đã năn nỉ các anh ấy là tham gia cùng chúng mình nhưng mà có vẻ là các anh hơi bận và cũng có một chút ngại ngùng gì đó. Thôi không sao, tìm người khác nha. Wow, xin chào hai bạn. Hai bạn ơi, mình đang quay một cái video ủng hộ miền Trung ấy, thì không biết hai bạn sẵn sàng không nhỉ? Có. Rất đơn giản, nó chỉ là đá bóng thôi. Được không? Ok, em trước này nhá. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Bây giờ sẽ hai xúc hai bạn nha. Ai xúc trước nào? Ai xúc trước? Em tên là gì? Em là Ngọc Anh. Ngọc Anh à? Ok. Theo em thì bạn trai là có vào không? Em nghĩ là chắc là có ạ. Bạn gái đồng viên tin tưởng nhá. Ok nào, chúng ta cùng chia sẻ nào. Có vào không? Con, theo con thì chủ con đá có vào không? À, gật đầu rồi, chắc là cũng tin. Theo con thì chủ con đá có vào không? À, gật đầu rồi, chắc là cũng tin. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Cùng chờ xem. Không vào. Ok, như vậy là chàng trai không đá vào nhưng biết đâu cô gái đá vào thì sao? Đến em.
thử sức em. Anh sẽ cho em đá gần hơn, anh sẽ cho em đá gần hơn một chút. Ok, 3, 2, 1, dứt điểm. Ôi, có vẻ hơi nhẹ đúng không? Em nghe nghĩ sao về cái sức của mình? Em nghĩ là em không giỏi thể thao ạ. Không sao đúng không? Dạ vâng. Bên mình vẫn còn một cầu thủ nữa đúng không? Bạn ấy biết đá không? Có cách nào nói cho bạn ấy đá không được không? Cố lên miền Trung. Tiếp theo chúng ta, em tên là gì? Em tên là Hải Anh ạ. Hải Anh à, sẵn sàng không em? Có. Ok, bắt đầu nhá. 3, 2, 1, dứt điểm. Ôi, bắt dính luôn. Không sao. Còn ai nữa không ạ? Ôi, bạn nữ à? Mời con nào. Wow, bạn nữ luôn. Con mấy tuổi rồi? 8 tuổi. Con tên là gì? Con tên là Trần Anh Ngọc. Ngọc sẵn sàng chưa? Con muốn đá gần hay đá xa? Đá xa. Đá xa? Chắc không? Trời luôn. Bạn ấy bảo là muốn đá xa bởi vì khinh thường bạn mình. Mình tuổi gì? Đá hết sức chưa? Bạn hết sức vào. 1, 2, 3, xông lên, hết sức luôn. Ôi, không sao, ok. Là gì ạ? Tôi lần lại. Ông có tự tin là mình sẽ đá vào không ạ? Vào trúng người hay là... Đây là hai khung thành, hai bạn này là hai cọc. Đây là khung thành ạ. Vâng. Ông có tin là mình sẽ đá vào không ạ? Tôi nghĩ là tôi sẽ đá vào. Nếu ông đá vào thì chúng cháu ủng hộ 2 triệu đồng cho đồng bào miền Trung. Ông sẵn sàng không ạ? Tôi sẵn sàng. Ok. Lấy đà sao không? Ông có lấy đà không? Thoải mái không? Vâng, tôi nghĩ này rất đơn giản, đúng không? Anh tin một ha. Oh! Yes! Wow! Ông bảo rất đơn giản và ngay lập tức ông hạ hình trong một nốt nhạc. Uầy, ông ở bên trái luôn. Thế ông là Messi đúng không? Không. Đi ra tránh ra nào. Tránh ra xem nào ạ. Đi ra tránh ra nào. Tránh ra xem nào ạ. Lại không? Trông lại lần nữa. Thôi, nó biết rồi. Biết rồi, bị lừa thôi. Wow, mọi người ơi, chơi không bạn? Chơi. Chắc không? Chắc. 100%. Vô. Nếu bạn sút vào thì chúng ta ủng hộ 2 triệu của miền Trung nhé. Sao? Ok, quyết tâm nhá. Mình quyết tâm đúng không? Quyết tâm nhá. Ok. Yes. Rất quyết tâm. Ok, chơi luôn. Bạn đá chân trái hay phải? Đá chân. Đá cả 2 chân luôn. Nhưng mà bây giờ quả này đá chân nào? Còn đây bạn đá thế nào? Thì cong. À, đường cong luôn. Ok, xoáy con quả chuối đúng không? Xoáy luôn. Ok, quả này đá quả suối, đường cong Quang Hải. Chắc không? Chắc chắn. Chắc chắn không? Chắc chắn. Một pha lấy đà mình chưa từng thấy lịch sử Việt Nam luôn. Ok, 3. Mọi người bên này cẩn thận nhé, mọi người bên cẩn thận nhé. Có thể bóng bay thẳng ở đây đấy. Ok này. 3, 2, 1, dứt điểm. Muốn. Sao? Hơi tiếc đúng không? Không sao. Không sao, lần sau làm lại nhé, cảm ơn bạn rất nhiều. Một cú sút cũng khá là cong nhưng mà hơi thẳng một chút. Nãy anh mấy cái bạn sút ở đây em thấy chả bạn nào xinh cả. Toàn trai mà. Đúng, toàn trai thôi. Anh bây giờ anh tìm một bạn nữ nào thật là xinh cho em. Em đứng đây em cho nó có cảm hứng. Đứng làm cọc cho cảm hứng à? Đúng rồi. Đứng làm cọc cho cảm hứng à? Bây giờ anh tìm một bạn nữa đi. Ok rồi, đi tìm nhá. Gái xinh như gì Văn Anh? Anh về thực cổ đại anh tìm luôn cho mày. Hai đại hiệp.
Đây các bạn ơi, mình đang mời một cô nương rồi. Cô nương tên là gì ạ? Dạ em tên Huân ạ. Cô nương tên là Huân các bạn nha. 3 2 1 dứt điểm. Anh chờ xem. Go! Yes, chúc mừng. Cảm ơn cô nương rất là nhiều. Ok, như vậy là vừa xong thì chúng ta thấy là vị cô nương của chúng ta tên là Huân đã có một bàn thắng chốt lại ngày hôm nay. Bàn thắng này đã giúp chúng ta ủng hộ đồng bào miền Trung 2 triệu đồng. Bạn có thể nói một câu về ủng hộ mà miền Trung không? Kiểu dạ vâng ạ. Thiên tai thì kiểu không ai đoán trước được, nhưng mà thôi thì bà con đồng bào miền Trung cố lên. Cố lên. Cố lên miền Trung. Như vậy là chúng mình hôm nay đã có một phần thi rất thú vị với Huỳnh và rất nhiều bạn nữ và các bạn ở đây, và chúng ta đã ủng hộ rất là nhiều đồng bào miền Trung chúng ta ngày hôm nay. Và đây chính là số tiền ngày hôm nay. Một số tiền rất khổng lồ, và chúng mình sẽ dùng nó để tiếp tục mua phao này, mua sách vở cho các bạn học sinh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.